Nào phát biểu có nghĩ đi. Quần này cái con quăng quăng thế nào chân này. Cái màu đi và đi đuổi nó có thể không? Nào ba thằng cười lên. Chú ta đấy mà nấu canh ngon đấy. Cậu biết đạo dương chi không? Một thằng cơ giữa, một thằng cỡ hai dây giữa. Còn hai thằng giữa hai trần đây. Mày bỏ cầm giữa dây giữa. Hiếu kéo giữa, Hiếu kéo giữa. Con chưa con kéo lên thẳng đấy. Lên thẳng đấy. Đi, kéo cá, con cá hai dây. Cầm cá. Đấy, mày cứ phải ra. Đấy, mày cứ kéo thế thôi. Nhớ cầm rũ đi. Còn vơ cả đây rũ này. Ba lưỡi. Cậu rũ đi, rũ như con tép xuống. Đấy.
Có con cá nhọn đấy. Ông chú đọc cái con đấy, cứ kê thế kéo đúng rồi, đúng thế. Và con này không quan trọng bản thế. Này. Đây, vẫn đi con đi vào đây. Đừng, vẫn vào làm gì? Giữ hết đây trên. Ông chỉ việc cầm cái giữ này. Cầm hai bên này. Kéo cái dừng chân đi, kéo đầu cái dừng chân đi. Xa à mẹ? Mẹ đứng đây con vào lấy nhá. Nhặt trứng, tao về nhặt trứng. Một thằng lên đi, một thằng ở dưới này để đón đổ thang kia.